Lan với Linh thì khi vào năm đầu kẻ có một cái nhược điểm lớn nhất đó là hát tiếng Việt không có chuẩn, rất ngọng, rất là ngọng. Đó. Cho nên là khi vào thì mọi người cũng sửa cho rất là nhiều, bởi vì như Hương hay là Ngọc là những cái người mà hát rất là cứng về mảng nhạc Việt. Thế còn cái chuyện mà mình đã được đào tạo về âm nhạc dân tộc thì cái đấy Lan nghĩ có lẽ là Lan cũng phải cảm ơn rất là nhiều người, bởi vì cái đấy nó tạo cho mình một cái khởi nguồn rất là tốt để khi mình vận dụng vào những cái hiện đại như là nhóm vẫn yêu thích thì đó là nó là một cái nền tảng tốt để cho mình có thể phát triển được. Và cũng rất là vui mừng khi mà tất cả những thành viên còn lại đều hiểu và đều ủng hộ Lan để mà tạo cho Lan thêm một cái niềm tin, một cái sự hưng phấn để mình làm việc. Bạn nói như vậy thì có lẽ là một cái câu hỏi thêm nữa, lẽ ra là không phải bây giờ đâu, nhưng mà là vội hỏi Bảo Lan, bởi vì là cái sự nghịch lý như là Linh vừa bật mí đấy, cả việc mà mọi người hát tốt về nhà nước ngoài, nhà quốc tế, nhưng mà bản thân Lan là được đào tạo bài bản về nhạc cụ dân tộc, đàn bầu. Cái sự nghịch lý đó lại tạo nên cái sự thành công khi mà bạn được vinh danh với Độc Huyền Cầm ở trong bài hát Việt. Tôi nhớ là đầu năm 2009, một cái năm tổng kết cho năm 2008, đúng không ạ? Đúng rồi. Lan thì Lan cho rằng là ở mỗi một con người ấy, khi mà họ có một cái sự phá phách, họ có một cái sự cá tính mà nó không giống những người bình thường khác, thì nó sẽ có hai chiều hướng. Thứ nhất là họ bị liệt vào dạng lập dị, hoặc là những người không bình thường, không được công nhận. Nhưng thứ hai, khi mà nếu họ vận dụng được những cái đó để làm một cái gì đấy nó khác lạ hơn, một cái màu sắc nó khác hơn bình thường, thì nó sẽ tạo hiệu quả tốt hơn. Thì Lan không dám nhận là mình là cái trường hợp thứ hai, nhưng mà Lan cảm thấy thích cái một cái gì đấy nó thực tế hơn, có nghĩa là mình đừng biến những cái khác lạ của mình trở thành một cái gì đấy nó khó có thể chấp nhận được. Đến khi đó, bởi vì theo Lan á, hay lạ nhưng mà nó vẫn phải có thẩm mỹ, tức là nó vẫn phải là một cái gì đấy nó duy mỹ mà mọi người có thể chấp nhận được. Bản thân trong con người mình cũng đã có những cái mà nó có thể cân bằng được, cho nên Lan cảm thấy là hài lòng vì điều đó. Khi mà Lan cứ nhớ mãi, khi mà Lan còn học trong nhạc viện á, thì thời Lan học đàn bầu ấy, thì trong trường chỉ có hai người duy nhất, là cả trường, cả các thầy cô giáo và tất cả các học sinh, sinh viên trong trường đều cảm thấy, mình không biết là khó chịu hay là tán đồng hay là cảm thấy thích thú, đó là Lan với lại cả Hồ Hoài Anh. Lan và Hồ Hoài Anh là cùng học sát khóa với nhau, và cái thời đó thì có tụ tập nhau và hát hò rất là nhiều. Rồi khi đi thi cũng vậy, đi thi thì các bạn là rất là nghiêm túc trong bộ áo dài, rồi tóc tai rất là đại khái là rất là dân tộc, nhưng mà mình thì lại hoàn toàn không như vậy, tóc nhuộm highlight và đại khái là trông nó rất là khác biệt. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng là những cái gì mà mình đã làm được ở hiện tại như thế này, kể cả đối với Hồ Hoài Anh cũng vậy, thì mình nghĩ là thực tế thì con đường nhiều khi nghiệp nó lại chọn mình. Cái định mệnh đó. Định mệnh, nó gọi là định mệnh. Cho nên khi nếu mà để cho Lan chọn, để Lan học thì không bao giờ Lan chọn đàn bầu. Lan rất là mê piano. Cũng giống như Thùy Linh, Lan biết chắc là ngồi đây hát cùng với năm dòng kẻ, nhưng vẫn còn một cái niềm đam mê khác, ví dụ như là về thời trang hay là về ẩm thực. Lan Hương cũng vậy, Lan Hương thì rất là mê chính trị, viết lách. Hồng Ngọc cũng thế, Hồng Ngọc thì lại mê về quản lý hay là những cái hoạt động cộng đồng khác. Thì đó, thế cho nên là Lan nghĩ là cũng nên hài lòng với những cái gì mà mình đã trải qua và mình đã làm được, bởi vì những cái điều đấy nó cho mình những cái góc nhìn rất là mới. Bản thân Lan cũng luôn cảm ơn vì điều đấy, bởi vì thực tế là Lan cũng đã được đền đáp bởi chính những giải thưởng, chính những cố gắng mà mình đã phải nỗ lực rất là nhiều. Trôi theo dòng nước mắt với bao tiếng tơ xót thương người, vì cuộc tình đã chết một đêm nào lúc trăng hãy còn thơ ấu. Dù đời tàn trên cánh nhạc chơi vơi, vẫn còn mong nhớ khúc yêu đời.
vắng mà thôi. Buồn về rồi nắng trên khơi, bao nhiêu hoàng hôn đến cho em vui người ơi. Có tiếng hát theo đàn tôi, như du như thương linh hồn đắm đuối. Mênh mông là về.